Huỳnh Hiểu Minh tỏ thái độ khi Jibu Hotline, Giang Tỷ Tỷ đạp gió là một hành động an ủi đại diện Việt Nam. Mới đây, tại tập 1 chương trình đạp gió 2023, Jibu đã có màn chào sân đầy ấn tượng với ca khúc Đóa Hoa Hồng. Chưa dừng lại ở đó, cô nàng còn chủ động xé váy áo và viết lời hoa cho bạn hit đình đám. Mới đây, stylist Hoàng Cu là một người đứng sau những bộ sim y lộng lẫy của Jibu trong quá trình tham gia đạp gió 2023, hào hứng cho biết chính anh là người nghĩ ra và tư vấn nữ ca sĩ xé váy áo ở trên sân khấu. Đâu chỉ có làm stylist, chính tôi là người thuyết phục và đấu tranh gãy lưỡi em gái tôi hát bài này, xong còn tư vấn em gái viết lời hoa cho bài hát. Đặc biệt nhất là tôi còn làm đạo diễn phần trình diễn này á. Bàn ý tưởng trong nhóm, cái tỷ tỷ hào hứng lao sang nhà hội ý ngay trong đêm. Tháo đồ xé váy áo này nọ từ tôi mà ra chứ đâu. Kaka, chắc sau đợt này tôi phải đổi thành Creative Director hay Art Director hay là làm luôn cả Producer đi nhở. Còn mọi người cứ nhắn tin ai giật váy ý hả, theo các bạn là ai. Bên cạnh đó, trên trang cá nhân, Jibu cũng thừa nhận bản thân còn nhiều khiếm khuyết tại sân khấu đầu tiên khi tham gia đạp gió 2023. Đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới đối với Chi, và dù mới bắt đầu nhưng bản thân cảm thấy đã học hỏi được rất nhiều. Màn trình diễn đầu tiên tại đạp gió 2023 chưa thực sự tốt như những gì Chi mong muốn, nhưng Chi sẽ không ngừng cố gắng để làm tốt hơn ở những sân khấu kế tiếp. Mong mọi người sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ Chi thật nhiều. Có thể thấy, sau phần trình diễn trên, Jibu nhận được nhiều lời khen của fan quốc tế, thậm chí các sao Hoa ngữ cũng dành cho giọng ca Đóa Hoa Hồng nhiều tình cảm. Thậm chí, khi Tạ Na bày tỏ đây là lần đầu biết đến Jibu, Ella đã cho biết nữ ca sĩ rất nổi ở Việt Nam, 10 người hết 8 người biết. Thái Thiếu Phân cũng rất tinh tế khi hiểu rằng Jibu chưa quen với việc giao tiếp bằng tiếng Trung nên đã dạy cho cô vài mẫu câu cơ bản. Trước khi lên sân khấu, Jibu bày tỏ mình vô cùng lo lắng, lập tức các tỷ tỷ đã động viên cô và cùng hô Dancing Queen. Được biết Dancing Queen là tên tiếng Anh và cũng là ca từ trong ca khúc Đóa Hoa Hồng, một sáng tác của Adis Nam Trương, được Jibu trình diễn ngay sau đó với bản phối hoàn toàn mới từ producer Hino. Nữ ca sĩ cũng gây bất ngờ khi thể hiện một đoạn ngắn ca khúc bằng tiếng Trung cũng như khoe vũ đạo lôi cuốn do clip biên tập. Lần đầu chứng kiến màn trình diễn của Jibu, các tỷ tỷ đã liên tục vỗ tay tán dương và trầm trồ. Âm nhạc bắt tai, nhan sắc, thần thái phục trang, vũ đạo và yếu tố bất ngờ trong trình diễn đã mang đến một màn trình diễn mãn nhãn. Đặc biệt, sau khi tập 1 phát sóng, Huỳnh Hiểu Minh đã chia sẻ ảnh của Jibu và dành cho cô nhiều lời khen. Nhiều ý kiến nhận xét, tổng thể màn trình diễn là nước đi khéo léo của Jibu và ekip khi khoe được những thế mạnh của Jibu. Mặc dù được nhận nhiều lời khen có cánh, song Jibu vẫn khiến khán giả lo lắng vì giọng hát chưa hoàn hảo hay hụt hơi. Dù đã trải qua 6 năm ra mắt công chúng với tư cách là ca sĩ, tuy nhiên khả năng thanh nhạc của Jibu vẫn chưa thuyết phục đại đa số khán giả. Nhiều người cho rằng mỹ nhân sinh năm 1993 nên tập luyện để có giọng hát truyền cảm hơn. Trước đó, thông tin Jibu góp mặt trong đạp gió 2023 được nhiều người ủng hộ. Phía Jibu cũng phân vân khi tham gia, vừa là cơ hội vừa là thử thách, song xét thấy cơ hội nhiều hơn thử thách nên Jibu tham gia. Phản ứng của khán giả có rất nhiều, có người ủng hộ nhưng cũng có người không ủng hộ, đến từ những câu chuyện không mong muốn, cá nhân, lỗi trên sân khấu. Tôi nghĩ nên có cái nhìn khách quan cho Jibu và tôi thấy phản ứng của khán giả dành cho Jibu khá tốt. Theo thể lệ của chương trình, các nữ nghệ sĩ khi tham gia sẽ có một sân khấu cá nhân, từ đó họ được chọn lựa hoặc được phân vào các nhóm phù hợp cho các phòng công diễn nhóm. Các nhóm trưởng chính là những nghệ sĩ có thứ hạng cao nhất trong phần trình diễn solo trước đó. Kết quả, Jibu chung đội Ella, Ngô Thiến và Trương Gia Nghê. Bên cạnh đó, Jibu cũng được xếp ở cùng nhà chung với đại tỷ Cung Lâm Na và nữ cầu thủ nổi tiếng xứ Trung Triệu Lệ Na.